Hello các bạn, hôm nay là ngày mình sẽ đi làm 8 tiếng. Nên mình đã chuẩn bị cho con Kim một cục xương bự để cho nó gặm, cho nó đỡ phá nhà nè. Đó, xong mình luộc trứng sẵn. Còn này mình lấy nước hầm xương ra để nấu cháo thịt cho nó. Để nó ăn, rồi mình có để dành một cái gọi là gì ta? Cái thau rửa rau á các bạn, mình bỏ nước đầy đó luôn. Cho con Kim á. Nhưng mà lát nữa trưa mình cũng chạy về tranh thủ nửa tiếng, chứ mình đi liên tục 8 tiếng thì cũng chả yên tâm đâu, nó phá banh nhà mấy bạn ơi. Đó, quan trọng là mấy bạn đi đâu đi để lại cho nó cục xương thơm thơm á, để cho nó phá khoảng 3 tiếng đồng hồ là mấy bạn về là kịp. Đó, mấy con này phải dậy á, phải có trứng này, sáng mình cho nó ăn sáng rồi, sáng nó ăn ngũ cốc với lại phô mai với ăn hạt. Đó, xong bây giờ là 8 rưỡi. 8 rưỡi là mình đi làm á, là mình cho nó ăn, mình để cháo ra cho nó nguội trước nè, lát kia các kia ăn nha. Giỏi.